박수 드리면 되세요. 아니 아싸마 và khi danh em quay thì rất là giỏi. Nhưng mà tại sao nhưng mà có cơ hội và nhưng mà bạn hàng lại có cơ hội để như thế này ạ? Các chị có biết không ạ? Bởi vì sao ạ? Vì như với bạn đang là người mới ạ. Cho nên là các chị có muốn là đại hội Karaoke năm tới ạ? Các chị sẽ có mặt ở trên sân khấu đây không ạ? Ai là người sẽ có mặt trên sân khấu đây ạ? Thế thì chúng ta sẽ làm được đó ạ? Vâng. Dương xin tự giới thiệu bản thân mình một chút ạ. Dương thì sinh ra và lớn lên ở một cái tỉnh rất là nghèo ở Bắc Cạn. Nhưng mà Dương thì lựa chọn Thái Nguyên để sinh sống và lập nghiệp. Và trước khi với em quay thì Dương là một bác sĩ chuyên chuyên khoa 1 và chuyên ngành y học cổ truyền. Còn ông xã là Dương thì là tiến sĩ chuyên ngành ngoại khoa. Hai vợ chồng Dương đều là những người cũng đã từng là quản lý là trưởng khoa của một số bệnh viện ở tỉnh Thái Nguyên ạ. Cái kinh doanh nữa, đây là kinh doanh về dược phẩm. Ở đây có anh chị nào mà là ngành y, ngành dược cùng với nhau không ạ? Đồng nghiệp với nhau không ạ? Bao nhiêu đấy ạ? Và những chị được gửi lời chào đến đồng nghiệp của mình ạ. Và khi mà từng ra để dành toàn thời gian cho em quay ấy, thì Nhung có 17 năm, 8 tháng công tác ở bệnh viện. Và khi mà Nhung nghỉ ở bệnh viện ấy, thì Nhung lại là nguyên trưởng phòng khám tại bệnh viện cổ truyền Thái Nguyên ạ. Và bây giờ Nhung là ông toàn thời gian các chị. Wow. Và rất là nhiều người thắc mắc là gì ạ? Khi mà Dung lựa chọn em quay ấy, thì cái thời điểm là năm 2011 thì rất là nhiều người thắc mắc là gì ạ? Tại sao vợ chồng Dung đang có một công việc tốt như vậy nhưng mà lại đi làm kinh doanh đa cấp? Đúng không anh chị? Dung biết là gì ạ? Bây giờ rất là nhiều các anh chị lần đầu tiên đến hội trường này, các chị may mắn hơn Dung rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Các chị có những cái hội nghị lớn như thế này, có những hộp tốt như thế này để các chị có thể tìm hiểu về em quay và hiểu hơn về em quay. Nhưng mà những người trước thì không có ạ. Các chị hãy dành cho ban tổ chức với lại các thầy cô chúng ta một tràng rất lớn nhỉ. Và khi mà kinh doanh truyền thống và làm công chức nhà nước mười mấy năm như vậy, khi chưa biết làm quay ấy, thì chúng rất là hài lòng với cái cuộc sống của mình các anh chị. Thực ra thì một người phụ nữ bây giờ gần 50 tuổi ạ. Có một chồng và ba người con, và hai người con lớn của Nhung thì một cậu con trai là năm thứ hai đại học y, cô con gái thứ hai cũng năm thứ nhất đại học y, và một cô con gái nữa là lớp 10 ạ. Và thứ hai là công việc của mình với lại cuộc sống của mình. Như vậy thì chúng ta có cần thay đổi được anh chị? Không nghĩ là thay đổi được anh chị. Và chưa bao giờ trong cuộc đời nghĩ rằng là sẽ có một ngày Nhung làm em quay ạ. Tổng hưởng được tỷ. Có phải không anh chị? Nhưng có rất nhiều các chị trong hội trường này là gì ạ? Đến đây mà được một người mời đấy mà không biết mình đến làm gì. Và Nhung không ngồi lên đầu đâu các chị, Nhung ngồi gần cuối kìa. Chỉ rình rình cái người mà cái đi với mình không nhìn mình là mình đi về. Và cứ như vậy cái người bảo trợ ra Nhung ạ, là anh ấy thuê nhà ở gần nhà Nhung và tiếp cận Nhung hàng ngày. Bằng cách là gì ạ? Khi nào mà Nhung đi làm về nhà Nhung thì có một ngoài cái công việc truyền thống là đi làm bệnh viện, còn một công việc nữa là gì ạ? Nhung có mở một công ty dược và có 47 thuốc và một số cái đại lý dược ở 5 tỉnh phía Bắc đã chị. Đúng khiếp. Đúng khiếp. Các bạn biết là gì ạ? Nhà Nhung có một vài thuốc nhỏ nhỏ ở nhà và có một phòng khám. Chính vì như vậy cho nên là chỉ vì tiết kiệm chi phí cho nên là gì ạ? Không thuê người làm. Và hết giờ làm là gì ạ? Hai vợ chồng về nhà thay nhau bán thuốc. Tạm biệt. Khám bệnh cho chị. Và nói thật các chị là gì ạ? Trước khi Nhung mới đến em quay ấy, ngày xưa Nhung là tốt nghiệp và chuyên ngành y học cổ truyền ở Đại học Y Hà Nội. Và Nhung đã từng là giải ba tiếng hát Đại học Y Hà Nội các chị. Nhưng bây giờ có một cái giọng như này ra. Các chị biết tại sao có cái giọng như này không ạ? Bởi vì sao ạ? Vì là mải mê khi về nhà ấy ạ. Cứ hết giờ tạm về nhà ngồi quầy thuốc là gì ạ? Người khác mà bán hàng ấy thì là sẽ không bằng mình được, đúng không chị? Các chị có công nhận không ạ? Mà mình mở ra một cái cửa hàng nào đó, khi mà mở ra một cái doanh nghiệp nào đó, mình đứng tên hoặc là mình đứng ra làm là tốt nhất, được các chị? Đúng. Chính vì như thế nên là gì ạ? Nhung, hai vợ chồng Nhung là cứ miệt mài về khi làm về là hàng ngày đứng quầy thuốc bán thuốc, tư vấn. Rồi đến một ngày là có một cái giọng như này các chị. Chính vì như thế nên là khi đến em quay, lúc đầu chưa biết em quay thì Nhung nghĩ rằng là gì ạ? Em quay chỉ rất đơn giản là bán kem ăn xăng và bán nước rửa bát thôi ạ.
Và Nhung cảm thấy rất là tiếc là gì ạ? Có thể có một số người cũng giống như Nhung ngày trước, là khi đến với môi trường em quay ấy, Nhung mất rất là nhiều thời gian để mình đi tìm hiểu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình còn rất là tốt cho nên mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thay đổi. Nhưng mà khi vào môi trường em quay rồi, Nhung mới nhận ra một điều là Nhung rất là may mắn. Bởi vì sao ạ? Nhung đã thay đổi khi mà mình đang rất là tốt các anh chị. Wow. Đúng ạ. Cho nên là gì ạ? Nhung rất là thích cái câu nói của ông xã. Nhung nói một câu lên nhảy ạ. Và Nhung rất là khâm phục của ông xã Nhung là gì? Cái người mở thẻ làm em quay thì lại là ông xã Nhung các anh chị. Anh ấy mở thẻ xong bắt đầu là anh đưa Nhung vào môi trường. Đến khi Nhung quyết định làm thì anh lại cản, anh bảo là em đừng có làm. Anh nói là gì ạ? Em là một phụ nữ có 5 công việc rồi, đi làm bệnh viện này, về nhà này, quản lý công ty này, sau này con Nhung còn rất là nhỏ, thời điểm cái đây còn gần 10 năm ấy, cô con gái thứ hai với 5-6 tuổi các anh chị. Cho anh nói là gì ạ? Em còn thiếu việc làm hay sao mà đi bán hàng đa cấp. Và anh cản Nhung rất là nhiều các anh chị. Và Nhung tin chắc một điều, tất cả những người phụ nữ trong căn phòng này khi mà đặt chân vào em quay và quyết định làm quay thì chắc chắn là phải một nửa của mình phản đối đâu các anh chị. Đúng không ạ? Thế mình tiến về phía trước hay là mình dừng lại hả? Đúng không ạ? Nhưng mà Nhung dừng lại thì còn có em đây các anh chị. Đúng không ạ? Và Nhung rất là thích một giá trị trong em quay đấy là gì ạ? Cái giá trị bảo đảm. Và vì yêu thích cái giá trị bảo đảm đó mà Nhung đến với môi trường em quay các anh chị. Và cái thời gian đầu ấy, khi mà Nhung đi làm em quay thì Nhung cũng chưa có nhiều về kết quả. Do vậy cho là Nhung dành rất là nhiều thời gian Nhung đi tìm hiểu. Cái khó nhất là gì ạ? Trong cái môi trường này ạ, Nhung gặp rất là nhiều các anh chị cũng rất là thành công ngoài truyền thống. Và cũng là rất là có một chút những cái thu nhập của mình rồi. Thì thường là gì ạ? Không bằng lòng là để cho mình đi tìm hiểu. Đúng không ạ? Có thể có một cái gì đó mình chưa hiểu thì nhất định mình phải tìm hiểu đến cùng. Mình tìm hiểu rồi, mình làm hay không làm mới là việc của mình nữa các anh chị. Đấy là Emilio Bạch Tường Khánh Minh ạ. Chị ấy là đã đưa Nhung đi rất là nhiều quốc gia để tìm hiểu với anh chị. Đúng không ạ? Thế vậy cho là chúng ta thấy một điều là gì? Khi mà làm nhà Nhung cũng có một cái công ty dược và có một chuỗi bài thuốc như vậy. Nhưng mà khi mà đi tìm hiểu quay rồi, Nhung phát hiện ra một điều gì ạ? Tất cả những công việc đó vợ chồng Nhung còn làm thì còn có thu nhập. Khi mà mình dừng lại thì đồng nghĩa là gì ạ? Mình không có gì cả các anh chị. Đúng như vậy không ạ? Chính vì như vậy cho là Nhung lại nhớ đến một cái bài chia sẻ của thầy Phu Kiệt nói về cái người bảo trợ cho thầy ạ. Đấy là ông Dr. Cherry ạ. Ông là một người bác sĩ ngoại răng hàm mặt đúng không ạ? Và ông lựa chọn em quay vì ông cũng rất là thích cái giá trị bảo đảm. Và bản thân vợ chồng Nhung cũng rất là thích cái giá trị bảo đảm đó. Vì ông nói một câu là gì ạ? Đến một ngày đó mà ông không còn đi khám răng được nữa, không còn nhổ răng được nữa thì đồng nghĩa là không có thu nhập. Và ông xã Nhung nói là gì ạ? Đến một ngày đó anh không còn mổ được nữa, đồng nghĩa là anh không có tiền. Đúng không anh chị? Và quầy thuốc nhà Nhung mà không còn mở cửa nữa thì làm gì có thu nhập ạ? Đúng không anh chị? Nhưng mà tôi rất là yêu thích cái giá trị bảo đảm. Bởi vì sao ạ? Năm 2011 Nhung bắt đầu kinh doanh cái Amway. Thì 2014 là bắt đầu là Nhung lên Imoro. Và lên Imoro rồi các anh chị biết không ạ? Thời điểm đấy thì Nhung vẫn đang làm một nửa làm nhà nước, một nửa làm kinh doanh truyền thống, một nửa làm Amway. 3 trong 1 các anh chị. Đang làm 3 trong 1. Thế thì khi mà lên Imoro rồi thì Nhung có thời điểm là bắt đầu là sao nhãng các anh chị. Cảm thấy là gì ạ? Mình cũng có tuổi rồi, có một chút tuổi rồi. Xong lại gì ạ? Thu nhập thì không phải là lỗi nào. Vậy thì tại sao mình lại phải lao tâm khổ tứ làm gì ạ? Đúng không anh chị? Nhưng mà khi nghĩ lại là gì ạ? Khi mà mình dừng lại tất cả những công việc mình đang làm, mình dừng lại là mình không có. Và gì ạ? Bây giờ mình phải làm sao? Mình thay đổi để làm sao? Mình tìm kiếm một cái giá trị mà mình làm một 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm mà mình không làm mình vẫn có tiền. Đấy thì đáng thay đổi các anh chị. Đúng thế không ạ? Và chúng ta may mắn là gì ạ? 2014, 2015, 2016 gần như là gì? Chơi cho em quay. Nhưng mà chúng ta thấy một điều hóa ra là gì? Em quay thực sự là có giá trị bảo đảm. Bởi vì sao ạ? Vì chơi cho em quay trong 3 năm như vậy. Nhưng mà chúng ta phát hiện ra một điều gì? Thu nhập của mình thì so với truyền thống thì nó không phải là nhiều. Nhưng mà nhìn lên nhìn xuống thì cảm thấy là gì ạ? Hóa ra nó cũng tầm khoảng 1.500-2.000 đô các anh chị. Mà mình chơi mà vẫn có như thế thì cũng nào có tuyệt vời các chị. Đúng không ạ? Và Nhung tin chắc là một điều gì cả. Rất nhiều các chị ngồi trong cái vòng này cũng rất là yêu thích những cái giá trị mà em quay mang lại. Thế thì chúng ta tìm hiểu thật kỹ để chúng ta làm sao ạ? Nắm bắt hay không đấy là quyền của mình đúng các chị. Yes. Và chúng rất là cảm ơn các chị đã đến đây và đã góp sức cùng với gia đình Đô ngày càng mạnh hơn ạ. Đó các chị rất là nhiều ạ.